1, 2, nhạc nào. Hello mọi người, Cường Lê đây. Và hôm nay mình sẽ tiếp tục review về 091 mà là hai cuốn sách có tên là Chuyện con quạ muốn bay đến sao Hỏa và tay tác giả muốn làm điều thật lạ của tác giả Đặng Quốc Bảo. Nói về hai cuốn sách này thì thực sự là mình rất tình cờ cái tìm được nó. Trước giờ thì thường mình hay đọc truyện tiểu thuyết thôi, nhưng mà không biết là sao hôm đó mình lại kiểu muốn đổi gió và muốn đi tìm những cái cuốn kiểu sách về self help. Thì trong quá trình mà mình lượn ở trong cái nhà sách thì mình đã thấy được cuốn sách này, hai cuốn sách này, và mình đã quyết định ôm hai đứa nó về để đọc thử coi như thế nào. Thì hai cuốn sách này nó nói về chuyện về một con quạ. Con quạ này nó có một ước mơ rất là lạ đời, tức là nó muốn được chính mình bay đến tận sao Hỏa. Khi mà nghe đến cái ước mơ này thì chắc các bạn thấy nó rất là vô lý rồi, đúng không? Và vào một cái ngày mà tốt nghiệp của trường quạ này thì tất cả những học sinh của ngôi trường này bắt buộc phải lên sân khấu, phải thuyết trình trước mọi người về cái giấc mơ, những cái điều mình mong muốn sau này sẽ làm. Và quạ cũng là một trong số đó. Và quạ thì bản thân quạ thì rất là kiểu sợ đám đông, rất là không có dám thuyết trình trước mọi người. Nhưng mà cuối cùng đến rồi quả thì quả bắt buộc phải lên sân khấu mà thôi. Và sau khi dùng hết can đảm của mình để nói về cái giấc mơ viễn tưởng của bản thân mình, thì có một điều đó là mọi người ở trong cái hội trường đều vỡ hoa lên và cười rất là lớn. Và do đó mà quả rất là xấu hổ và quả quyết định là đi ra khỏi cái khu vườn đó. Thì trong cái quá trình mà chạy trốn khỏi cái thực tại gọi là xấu hổ của bản thân mình, thì quả đã gặp được một cái sự kiện rất là ly kỳ, và từ đó dẫn dắt đến một cái điều đó là sắp có một trận chiến lớn xảy ra ở trong cái thế giới mà quả ở. Và lúc này quả chính là nhân vật chính, là nhân vật mà tác giả đưa vào để giúp có thể ngăn chặn được cái trận chiến sắp xảy ra ở trong cái thế giới của quả này. Thì để mà ngăn chặn được trận chiến lớn như thế này xảy ra thì quả bắt buộc phải biết được khả năng trình bày, biết được khả năng thuyết trình trước đám đông, và biết được khả năng có thể thuyết phục được người khác. Cuốn sách này chính là cái quá trình mà quả đi học tập những cái khả năng trình bày, những khả năng thuyết trình đó. Và sau khi mà nghe mình tóm tắt về nội dung qua hai cuốn sách này thì chắc hẳn bạn cũng đã kiểu cái thằng này nó kêu nó muốn đi mua cuốn sách về sao hết, nhưng cuối cùng lại vác về hai cuốn tiểu thuyết là sao. Nhưng thực ra là không, bạn có thể nhìn ở trên phía trên này, ở đây nó ghi là kỹ năng trình bày không gì của thiên tài. Thực sự là qua cuốn sách này thì bạn có thể học được những cái kiến thức của tác giả viết trên cuốn sách này, những cái kiến thức mà tác giả đã có kinh nghiệm, đã thu thập được trong quá trình hoạt động của mình, để có thể giúp bạn có thể nâng cao được khả năng trình bày của bản thân mình. Trong cuốn sách này, song song với câu chuyện của quả là những cái kiến thức về kỹ năng về trình bày sẽ được dẫn dắt bởi những cái nhân vật trong cái thế giới của quả. Những cái kiến thức đó là những cái kiến thức mà tác giả muốn đưa đến cho người đọc, muốn đưa đến cho chúng ta, những cái người mà muốn tìm hiểu về những cái kỹ năng trình bày. Cuốn sách này thực sự nó rất là lạ. Xuyên suốt cái cuốn truyện này, tác giả lồng ghép vào đó những cái nhận xét của chính tác giả vào cái nội dung của cuốn truyện này. Tác giả giải thích tại sao cuốn sách này nó lại cuốn hút, tại sao những cái tình tiết, những cái chi tiết trong cuốn sách này nó lại gây hứng thú cho người đọc như vậy. Và từ đó thì người đọc như chúng ta sẽ hiểu được những cái cách mà có thể biến được cái bài trình bày của mình cuốn hút người nghe hơn, có thể giúp cho người nghe có thể nhớ lâu hơn. Cái lời văn mà tác giả sử dụng trong cuốn sách này rất là hài hước, những cái chi tiết đưa vào nó rất là thực tế, rất là gần gũi với đời sống hiện tại, nhất là đối với giới trẻ hiện nay. Nó tạo ra một cái cảm giác khá là hiện đại khi mình đọc vào cuốn sách này. Những cái kiến thức mà tác giả đưa vào trong cuốn sách này nó thực sự là khá thực tiễn đối với người Việt mình, vì đó là những kinh nghiệm mà tác giả đã thu thập được khi mà hoạt động trong những câu lạc bộ Sài Gòn, những câu lạc bộ chuyên về trình bày, thì nó sẽ thực tiễn hơn đối với người Việt của chúng ta. Và thực sự cuốn sách này nó đi theo cái hướng là kể chuyện, đi theo hướng giống như là một cuốn truyện thiếu nhi vậy đó. Do đó mà nó không có một cái tính giáo điều gì trong này cả. Khi mà chúng ta đọc trong cuốn sách này thì chúng ta sẽ tự ngẫm ra, chúng ta sẽ tự hiểu ra được những cái kiến thức mà tác giả muốn truyền tải. Tóm tắt lại về hai cuốn sách của tác giả Đặng Quốc Bảo thì đây mình nghĩ nó là một tác phẩm khá là tâm huyết của tác giả. Tác giả biết cách để truyền tải những cái kinh nghiệm của bản thân cho người đọc. Nó không hề giáo điều, nó rất là cuốn hút và nó đi theo cái hướng kể chuyện, nên nó rất là lôi cuốn được mình khi mình đọc cái cuốn sách này. Nếu như bạn là một con người đang trong quá trình tìm kiếm những cái kinh nghiệm, những cái kiến thức cho quá trình trình bày của bản thân mình, trong có thể là trong thuyết trình thuyết phục hay là trong những cái việc bán hàng chẳng hạn, thì mình nghĩ hai cuốn sách này là hai cuốn sách nên đọc. Nó không có quá khô khan đâu, đọc vào rất là dễ đọc. Và trước khi kết thúc cái video này thì mình cũng muốn nhắc một cái, đó là về cái phần kỹ năng trình bày, những cái kiến thức mà tác giả muốn truyền tải trong cuốn sách này, thì hai cuốn sách này nó đã kết thúc rồi, nó đã
đã bao hàm hết tất cả những kỹ năng, những cái kiến thức mà tác giả muốn truyền tải rồi. Nhưng mà về cái câu chuyện mà chuyến hành trình của chú quả ấy, thì hai cuốn sách này nó chưa có kết thúc đâu, mà có thể là sẽ có phần 3. Nếu như các bạn mà không có muốn bị dừng lại giữa chừng trong cái mạch truyện của quả thì chắc hẳn bạn buộc phải đợi đến tập 3 của cuốn sách này thì bạn mới có thể là chiêm ngưỡng được toàn bộ trọn vẹn được cái quá trình phiêu lưu của chú quả này mới được. À, còn một điều nữa, sau khi mình đã nói tóm tắt về nội dung cuốn sách này thì bạn phải tự hỏi là ủa, vậy cuối cùng con quả này nó có bay được tới sao Hỏa hay không? Thì cứ thử mua về nhé, bạn sẽ có đáp án đấy. Và đó là những nhận xét của mình về hai cuốn sách của tác giả Đặng Quốc Bảo, cuốn sách có tên Chuyện con quả muốn bay đến sao Hỏa và Tay tác giả muốn làm điều thật lạ. Cảm ơn các bạn đã xem và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.